con sẽ xin hát một hai chỗ trong bài Việt Nam Cung thôi ạ. Thương ai, thương quá thế này, mà nhớ ai hết đứng lại ngồi. Ai có thấu cho đạo lý có ý một ý cành nay tơ chúng phim ý loạn nì cứ cứ đêm đêm mi nguyện rằng nguyện lắng bóng ông sao ý tan nì sao tan nì sáng nắng ơi 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 nắng nhịp cứ cứ đêm đêm đi nguyện rằng nguyện lặn bóng ông sao ý nghĩ tàn này canh nghi khuya sức nghĩ nhớ đến khách hồng nhan ý bên ý chốn chốn cây xanh thời như lá y xanh là cùng xanh nắng rằng nắng ơi 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 nắng chốn chốn cây xanh thời này ý lái cùng người xanh nay đã vinh vinh được ý cành thời này ý hái lấy hoa cùng đàn tỷ ba ai khéo vậy nghĩ sang ý sẽ hồ sự sự sang nghĩ nắng sẵn nắng ơi ơi nắng nhịp cùng đàn tỷ ba ai khéo ý gầy hồ sáng lòng ý lòng ấm nay ngủ nghỉ vâng ạ, con xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của các cụ, ông, các bà cùng toàn thể các vị quan khách đã cổ vũ cho con trong buổi tối hôm nay. Và trước khi con nhường sân khấu cho những làn điệu múa, những ca khúc ca ngợi về quê hương đất nước, và sẽ nhường thời gian lại cho thầy để thầy có đôi lời phát biểu, và thầy sẽ ra mắt những bài thơ của thầy đầy tâm huyết qua những năm tháng ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước Việt Nam. Và con xin tự giới thiệu, con là nghệ sĩ tài năng trẻ Vũ Đông. Con sinh năm 1979, con lớn sinh tại quê hương Thái Bình, và hiện nay con đang công tác tại nhà hát chèo Việt Nam. Hiện nay con công tác được 18 năm rồi. Và con xin được chào hóa tay của các ông bà, và chúc cho con thật nhiều sức khỏe, gia đình có thật hạnh phúc. Và con sẽ mang những lời ca tiếng hát chèo của con tới tất cả các bà trong 64 tỉnh thành, và cũng xin được gửi lời chúc cho tất cả ông, các bà, các cô, các chú bước sang năm mới có một sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, và chúc tất cả các gia đình bước sang năm mới, năm 2020
làm ăn phát tài, phát lộc, phát vinh hoa, phát phú quý.